Một căn nhà vườn ven thành phố Đà Lạt có tổng diện tích là 692 m², thực tế sử dụng là 950 m², bao gồm phần diện tích phi đối đất giáp với hành lang sông Đa Dân, ghi nhận trên sổ 150 m² thổ cư. Đất có chiều ngang 8,1 m, dài 120 m. Căn nhà vườn có giá 1.750.000.000, tương đương 218 triệu trên 1 m². Một mức giá tốt khi giá đất trống tại khu vực hiện tại đang giao dịch từ trên 250 triệu trên 1 m². Tổng thể đất đã được rào vây bao quanh, trên đất đang có sẵn một căn nhà cấp 4 và vườn cây ăn trái, ao cá. Nằm trong khu dân cư đông đúc, hạ tầng hoàn thiện, vị trí trung tâm thị trấn Ninh Văn, cách trường học, bệnh viện, trung tâm hành chính chỉ từ 1 tới 3 km. Thế đất bằng phẳng, đôi đất giao với mặt sông Đa Dân, khí hậu mát mẻ, trong lành, cách sân bay Liên Khương 20 km và cách phường 3 thành phố Đà Lạt 35 km, phù hợp khách hàng mua ở định cư, nghỉ dưỡng. Mình chào quý anh chị, vị trí hiện tại đang đứng thuộc khu vực trung tâm thị trấn Ninh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Hôm nay giới thiệu với mọi người một căn nhà vườn tổng diện tích là 692 m², trên sổ ghi nhận là 150 m² thổ cư, chiều ngang của mình là 8.1 m, dài là 85 m nha quý anh chị. Đuôi đất sẽ giáp với sông. Hiện trạng là một căn nhà vườn ở cấp 4, nằm trên mặt tiền đường bê tông. Hiện trạng trước đất là đường bê tông 5 m, hạ tầng đồng bộ hoàn thiện. Mình sử dụng đường điện nhà nước này, mình có đèn đường này. Đường rộng 5 m, cũng có làn mương thoát nước như quý anh chị, đảm bảo cái vấn đề ngập úng. Nằm trong khu dân cư hiện hữu đông đúc, đường mình là đường thông hai hướng. Theo hướng này chúng ta sẽ di chuyển ra khu vực đường Lê Lợi này của trung tâm thị trấn Ninh Văn, thì cách đường Lê Lợi là khoảng 900 m. Mình di chuyển về quốc lộ 27 là khoảng 2 km và đi về trung tâm hành chính thị trấn Ninh Văn huyện Lâm Hà là khoảng 3 km quý anh chị. Ranh giới chiều ngang của mình là 8.1 m, giáp ranh với căn nhà bên này theo hướng tây. Em chị sang bên phải màn hình, anh chị cũng theo dõi giáp ranh với ngôi nhà bên này là 8.1 m, đảm bảo ranh giới rõ ràng. Đây là khu dân trí cao, người dân ở từ lâu đời rồi nên không có lo đất đai bị tranh chấp như quý anh chị. Hiện trạng là mình sẽ có là nhà cấp 4, gia chủ ở cũng lâu rồi nhưng mà hiện tại không có nhu cầu để tiếp tục sở hữu, nên mong muốn bán đi để giải quyết công việc riêng của gia đình. Thì, phần tổng thể căn nhà bao gồm ở sân trước là có sân đậu ô tô. Diện tích khoảng sân này được khoảng 100 m² đó quý anh chị. Bên này em sẽ vào quay lại không gian bên trong nhà cho anh chị mình xem ha. Dạng nhà là dạng nhà cấp 4 đó quý anh chị. Đây là tổng thể khu nhà phòng khách nè. Tiếp tới là chúng ta sẽ có phòng ngủ, là 2 phòng ngủ. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Tiếp tới là phòng ngủ thứ hai. Tiếp tới là không gian phòng sinh hoạt chung. Đây là không gian tổng thể của phòng sinh hoạt chung này quý anh chị. Bên trên này có thêm một gác lỡ. Nhà này là của công chức đó quý anh chị. Từ người ta ở từ xa xưa rồi. Làm ở bên công trình thủy lợi. Đây là không gian bếp ăn này. Đây sau là khu vực nhà vệ sinh, phòng tắm riêng, phòng bếp riêng. Chắc khu vực vệ sinh và khu vực bếp thì anh chị mình có thể cải tạo lại trên cái nền không gian này. Vẫn là rất rộng nhưng mà do cái lối thiết kế ngày xưa tạo cho mình không gian nhìn rất là bí bách thì mình sẽ phải cải tạo lại đó anh chị. Nhà này anh chị nào mình muốn thì mình có thể giữ lại, mình tu sửa theo cái nhu cầu để mình ở, không thì mình có thể sửa sang lại hoặc là mình xây mới theo đúng như ý thích của mình. Giá của mình là 1.750.000.000 nha quý anh chị. Giờ em sẽ đi ra phần đằng sau. Chúng ta sẽ có cái lối đi bên hông để đi ra phần vườn đằng sau. Gia chủ có trồng cây cảnh bonsai và một số là cây rau mùi ở bên hông này. Ở vị trí căn nhà này cách với sân bay Liên Khương là 20 km và đi về địa phận thành phố Đà Lạt là 35 km nha quý anh chị. Về khu vực phường 3 thành phố Đà Lạt.
thuộc khu vực trung tâm thị trấn, đầy đủ tiện ích sống. Phần nhà của mình, chiều ngang căn nhà tổng thể là 6.5m, dài là 30m. Đầy đủ công năng sử dụng điện nước. Ở đây mình có thể là mình dùng nước máy hoặc là mình dùng nước giếng khoan hoặc là giếng khơi đều được như quý anh chị. Đây là khu vực bếp này. Mình có thể vừa sử dụng bếp gà trong nhà, mình vừa có thể sử dụng bếp ngoài trời, bếp củi. Đây là khu vực sân vườn và để chăn nuôi, gia chủ có nuôi gà ở phía sau này quý anh chị. Đúng chất một căn nhà vườn luôn. Ở bên trong này có trồng thêm khế này, sầu riêng, vú sữa này, bơ này. Đây là giếng khơi này quý anh chị. Và khu vực này cũng có nước máy đó. Nên anh chị nào mình muốn sử dụng nước máy thì mình có thể đăng ký. Nhưng mà hiện tại thì nguồn nước sạch thì mình cũng không cần thiết đâu. Mình chỉ cần dùng kèm thêm máy lọc nước thôi. Đất đai đang rất màu mỡ, anh chị có thể trồng mọi loại cây, rau củ quả để mình sử dụng hàng ngày, không phải đi chợ, đảm bảo là rau sạch. Những cái dàn leo này mình có thể trồng thêm mướp này, bí này. Đây là một cây mít đã có trái rồi. Đây là một cây chôm chôm này. Đây là toàn bộ không gian sân vườn đằng sau đó anh chị. Trồng chủ yếu là cây ăn trái đằng sau này thôi. Anh chị nào mình muốn thì mình có thể cải tạo lại, mình trồng thêm rau ở những khoảng đất trống này này. Chôm chôm này có trái rồi. Chôm chôm này chôm chôm Thái mấy chị, rất là ngọt. Đây là một cái khế. Khế này khế ngọt chứ không phải khế chua. Đây là sầu riêng. Toàn bộ ranh giới đất đều được vây rào rõ ràng rồi. Đằng sau là một hồ cá này. Anh chị mình có thể nuôi cá tại khu vực này, hoặc mình giữ nước để mình tưới tiêu cho khu vườn trong nhà của mình. Đây là cây ổ này quý anh chị. Theo cái bờ rào này thì tới đây là hết đất, nhưng mà thực tế mình sẽ được sử dụng thêm 200-300m2 nữa, bởi vì cái diện tích phần dư ra là phần diện tích giáp với mặt sông nha quý anh chị. Mình đi tới cuối này là phần sông rồi. Cái phần diện tích này vẫn đang để trống này, gia chủ không có sử dụng. Và nếu như anh chị nào mình có nhu cầu thì mình có thể cải tạo lại cái khuôn viên đằng sau này, mình làm một căn nhà chòi ở ven sông ở khu vực này. Ở đây có thể nghe được tiếng nước chảy rất là lớn. Đây là tổng thể khu vườn của mình này quý anh chị. Xung quanh được rào vây rồi, nằm tại khu vực trung tâm thị trấn Ninh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Hạ tầng đồng bộ hoàn thiện. Mình chỉ tính theo giá đất trống thôi, còn phần nhà là được tặng thêm đó quý anh chị. Bởi vì giá đất trống hiện tại khu vực này cũng đã từ 250-1m ngang rồi. 250 là một mức giá rẻ đó. Còn những cái nền 5m tại khu vực trung tâm thì thường là sẽ dao động trong khoảng từ 1.4-1.5 tỷ trên một nền, là khoảng 300 triệu trên 1m ngang đó. Của mình là có sẵn nhà và vườn cây ăn trái được tặng thêm. Thì anh chị nào mình đang có nhu cầu mình tìm một căn nhà vườn tại khu vực ven thành phố Đà Lạt, khí hậu mát mẻ và trong lành, cũng chênh lệch với thành phố cũng không quá nhiều đâu, chỉ từ 2-3 độ C thôi, và đầy đủ tiện ích, hạ tầng đẹp, thì mình có thể tham khảo được căn nhà này. Mình sẽ đi ra lại một vòng nữa cho anh chị mình xem. Sau nhà anh chị thấy xung quanh dân cư đều đã san sát hết rồi, nhà nào cũng rào vây kiên cố. Đây, khu vực vệ sinh bên ngoài này.
tổng thể ngôi nhà này trồng được rất là nhiều cây xanh, nên nhìn vô rất là gần gũi. Và đây là những ngôi nhà kiểu xưa của những người dân địa phương, người ta ở đây từ lâu năm rồi, cũng có khá nhiều kỷ niệm gắn bó. Nhưng mà không có đủ điều kiện nên phải bán đi. Thật sự là những căn nhà trong vị trí trung tâm như thế này rất ít người bán, bởi vì cái yếu tố dân trí từ trước tới nay và cái thói quen tập tục sống người ta cũng đã quen rồi. Nhưng mà một vài lý do không mong muốn thì phải bán. Anh chị nào mình hữu duyên, mình quan tâm thì mình có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để trên màn hình để có thể đưa anh chị tới, để mình có cảm nhận khách quan nhất. Và vị trí chấm màu đỏ trên màn hình anh chị đang theo dõi là vị trí bất động sản của chúng ta, nằm trong khu vực trung tâm thị trấn Đinh Văn. Anh chị có thể nhìn sơ bộ trên bản đồ thì hạ tầng khu vực này rất là phát triển. Chúng ta đều có bệnh viện, chợ, trung tâm hành chính, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3. Và mật độ dân số ở đây cũng khá là dày. Ở vị trí bất động sản của chúng ta sẽ cách với đường Lê Lợi là 900m. Đường Lê Lợi là đường chính ngoài này quý anh chị. Cũng mình đi theo đường nhánh này đi vào cái vị trí này, là vị trí bất động sản, là vị trí chấm màu đỏ. Bây giờ em sẽ đo cái khoảng cách, chúng ta sẽ di chuyển về bệnh viện nha quý anh chị. Mình cách bệnh viện là 3,7 km. Thực tế là bản đồ chỉ cái đường này đi hơi xa đó. Mình ra đường Lê Lợi này, mình chạy thẳng lên là tới quốc lộ 27. Mình đi thì chỉ khoảng 3 km thôi. Mình đi về chợ Đinh Văn. Là 3,2 km nhưng quý anh chị. Khu vực chợ được quy hoạch cũng rất là đẹp. Khu này sẽ có cả quảng trường này, có khu vực hồ và liên kề với trung tâm hành chính luôn. Ngay khu vực chợ này là liên kề với trung tâm hành chính rồi. Mình di chuyển ra khoảng là 3 km. Rồi, em sẽ đo khoảng cách đi về sân bay. Mình cách với sân bay Linh Khương là 20 km nha quý anh chị. Có rất là nhiều cái tuyến đường để mình di chuyển. Mình đi về khu vực địa phận thành phố Đà Lạt là khoảng 35 km, là tới phường 3. Mình di chuyển thêm 7 cây nữa là mình tới trung tâm thành phố. Như chị thấy thì nhà cửa khu vực này đã san sát hết rồi. Đường chúng ta là đường thông, thông hai hướng theo bàn cờ. Bên trong chúng ta vẫn còn rất là nhiều dân. Cái phần diện tích chiều dài em có chia sẻ là mình sử dụng tới phần đuôi hành lang sông này là 120m quý anh chị. Còn thực tế hiện tại mình sử dụng ở trên này chỉ khoảng được tầm 85m thôi, diện tích ở trên sổ. Ở đây là không có ngập úng gì quý anh chị. Ở đuôi là giáp với mặt sông, nhìn rất là đẹp. Mình khai thác được cái khu vực ở lòng sông này là mình làm khuôn viên thì cực kỳ là tuyệt vời quý anh chị. Nếu anh chị nào mình quan tâm đến sản phẩm này, mình có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để phần mô tả để em có thể đưa anh chị tới và có cảm nhận khách quan nhất. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Chúc anh chị một ngày tốt lành.